Hello, chào tất cả mọi người. Hôm nay mấy anh em gia đình tổ chức đi ra ngoài đảo hoang sinh tồn, một ngày một đêm ở ngoài đảo hoang. Mời mọi người cùng theo chân đoàn nhá. Đoàn mình thuê nguyên chiếc tàu này đưa ra ngoài đảo. Hành lý quá trời luôn ha. Điều này. Đây là làng bè, người ta nuôi cá trên này. Chắc mình đi đến cái đảo kia quá. Đảo xa xa kìa. Đảo nó có cây cối gì đâu, ở trên đảo có cây đâu mà. À. Cái đảo đó về nắng phải đâu. Đây là tất cả những thành viên trong đoàn. Tại bây giờ mình đang ở giữa sông biển hồ Trị An. Đây là đất liền kìa. Kìa kìa, chắc cái đảo xa xa kìa. Đảo hổ hay sao á? Không, đảo mà. Đảo lắm. Tới đảo rồi, đẹp quá. Oh, bãi miên man luôn. Tới rồi. Tới đất liền rồi cả nhà ơi. Có cái lèo của trang vlog kìa. Đây bạn hay hội ý nữa đó. Rồi. Đảo này khỏi đổi ý. Từ từ coi qua đi, từ. Bé nít xuống. Ở đây có cái chòi của Sang Vlog nè. Ồ, đúng đẹp luôn. Đúng rồi, có giường nữa này. Ồ, hay ghê không? Làm đẹp luôn này. Mọi người. Đây là đảo hoang nha. Đấy, tàu đã vào bờ. Hẹn tàu ngày mai sẽ quay lại đón mọi người. Đây. Bây giờ mình ổn định đội hình xong rồi mình sẽ đi một vòng thám thính quanh đảo. Đảo này không có người. Đó, bây giờ tàu sẽ di chuyển vào bờ và ngày mai là tàu sẽ quay lại đón anh em. Đây có một cái lều sinh tồn và Sang Vlog. Không biết bây giờ mình sẽ đi thám thính tuần tra một vòng quanh đảo. Đi lại đó đây, có cái hòn đảo này khá là rộng mọi người ạ. À, đi tuần tra một vòng quanh đảo em có cái gì ấy không, xuống lát nữa. Ôi, đi đường nào vào vậy? Hả? Đường nào vào? Ôi, vô đây đi, nhiều măng lắm này. Đấy, thấy chưa? Từ từ, đi vào đường nào? Rồi, đi vô. Ôi, đây có bụi chè măng quá trời luôn. Mấy hôm nay nó mưa to. Ê. Ôi, mấy cái cô măng này đang nú lên này. Mấy cái này mới ngon nè. Ôi. Măng lộ. Măng lộ. Ôi, quá trời. Lấy cái bịch vào đựng chứ. Mỗi đứa sắt này. Mấy
Ui sao con chặt không chặt sâu xuống? Có chặt được sâu đâu. Nè, chỗ này còn bốc nữa nè. Thôi cái đó để cho nhú lên đi. Để nó nhú đi. Chặt luôn đi. Để nó nhú ngày mai chặt. Chặt sâu xuống. Ê trời ơi, trời ơi. Mà chặt coi. Kiếm kỹ đi, nhìn còn nhiều lắm. Đây này có cái bụi nhỏ kìa. Có cái bớp nhỏ này không? Ừ. Ui trong này có cái. Chặt hết đi, nhiều lắm. Trong không có gì hết. Đi đi. Về chạy thôi. Đây đồng bọn đang câu cá dưới rồi. Ôi! Cá được mấy con thôi? Hả? Ngon rồi, có mồi rồi. Ôi, bây giờ mồi lửa lên nướng thịt thôi anh em ơi. Có cái gì kẹp không hay là chặt cái tre làm đũa? Đè góc lại đi, không có bay bạt kìa, khoai ơi, ôi khoai kìa. Rồi, lên mồi thôi. Để lồi gà sôi rồi này. Đấy. Để sôi ngục rồi này. Chạm lửa này. Thịt cá bắt đầu chín rồi. Nồi gì đây? Wow, trứng cút. Ui sụt con gà này. Ui vàng ươm luôn. Gà đã đấy. Uy tín đấy. Thôi mời cả nhà ăn trưa cùng với anh em nhá. Có rồi. Sinh tồn hôm nay mừng lễ 29 ăn đạm bạc vậy rồi. Vô cái nhỉ. 1 2 3 vô.
toang rồi, hoa chỗ bay rồi. Nhiều quái đến. Một ngày sinh tồn bất ổn. Bão đến rồi, yêu quái đến. Trời ơi, bất ổn rồi, yêu quái đến. Anh Tuyền ơi, cột xuống gốc cây á, đúng rồi. Lô ngồi, cầm này. Rồi nó cầm này đi để ba quay phim. Nè nó còn đứng lên này này, quay nó, mày đứng lên nó không bao giờ bay đâu. Đúng rồi, đứng lên luôn. Đúng rồi. Đứng như vậy. Khỏi dép đi, giờ này còn dép gì nữa. Trời ơi, trong trời. Đây đâu. Hết mưa rồi anh em ơi. Ok rồi, xong rồi. Đặt cái thùng nước ở đây nè, nó bay được. Đặt ở phía trong anh. Đặt ngoài nó đè phía trong cho nó cao cái này lên. Ý là đặt cho nó khỏi bay phọc lên á. Cảm ơn anh Tình nhá. Ui trời ơi, hôm nay bất ổn rồi. Bất ổn. Sau một thời gian chống chọi với cơn bão thì tất cả đã ngon lành thành đạo và tập trung ăn uống tiếp. Đừng có lôi mệt ra, nó ướt mệt rồi tối khỏi ngủ luôn á. Báo ập đến. Nói chung là một chuyến giá ngoại gọi là đáng nhớ đúng không? Trời mưa thì kệ trời mưa chứ còn ta nhậu thì cứ nhậu đi đúng không? Em nói làm hết cái này em mình câu không trên đây luôn. Nói trong đây nữa. Rồi bây giờ gần 6 giờ tối rồi mà trời nó còn sáng như thế này luôn. Sóng thì đánh như sóng biển luôn. Đẹp vô cùng đẹp luôn không? Chiều tối là còn thấy hoàng đế nè. Ủa anh cái này giờ mày ngồi nãy giờ sao mà không lên được con đế nào? Giờ con này mình thả vào lọng mình sống được không?
mai nó chết đâu. Thế khó khó chết đó. Kìa. Khó kia khó chết đó. Thật cản nó câu chứ anh không. Cứ để đi từ từ nữa. Giờ đang nấu đồ mà. Tình hình là bây giờ mọi người đang chuẩn bị bữa ăn chiều. Nồi này, nồi măng chín rồi phẩm, sáng giờ đào chặt được, giờ luộc để nấu canh. Canh măng. Phong cảnh đẹp thật, mát mẻ. Đang rộng dưới kìa. Ý là chừng nào nướng thì mai nướng. Tí nấu măng luôn đi, nước một húp. Mới lên con để bằng bàn tay kìa. Cảnh dân. Mẹ 6 giờ chiều mà còn lên được hoàng đế, ghê không? Cái đống lửa này đốt đến sáng mai luôn, chưa tắt luôn. Nó cứ âm ỉ vậy á, nó mới ok á. Sôi chưa? Đợi mãi chưa sôi được. Luộc măng, luộc 2-3 nước, bắt đầu mới bỏ măng, cái nước nó đi xào. Đâu măng rừng mà anh, nguy hiểm. Đêm nay anh em mình đốt lửa trại mà. Quá ok mà. Ồ, con gà nướng chưa? Con gà đâu rồi? Chắc cho con gà qua bên này nướng đi. Nhờ. Chặt tre qua con gà qua đây nướng luôn. Con gà là mình nướng hơi mà. Mình hong con gà ra ngoài thôi. Nấu rồi xong cho đến than rồi nè. Thôi bây giờ để em thiết kế con gà cho. Bây giờ để em đi chặt gà, chặt chi em thiết kế gà cho. Bây giờ là 19 giờ. Anh em vẫn đang nấu nướng đồ ăn để chuẩn bị ăn tối ăn khuya. Tình hình giờ vẫn còn đang câu đúng không? Hả? Vẫn đang câu à? Ăn no bụng lắm là câu. Đêm nay vẫn câu đêm mà anh em mình câu sáng mai mà lo gì. Ăn no bụng lắm. Nhưng mà trời vẫn còn đang đẹp lắm nhờ. Hôm nay trời thì đêm nay không mưa được rồi, hết mưa rồi. Nấu cháo, còn gà mình nấu măng. Ủa, nấu nước gì? Nước này là nấu măng nè. Không phải măng mình xào đi, còn nước còn gà mình nấu cháo. Mình nấu cháo. Ngủ đống lửa đã ghê. Bỏ cái hòn giấy gà này đi, đừng có nướng tí nó nổ. Bỏ ngoài đi. Lỡ rồi thôi. Không, bỏ lên trên con gà. Gà nướng này. Cháo gà này măng xào. Theo mọi người thì gà này chín chưa ta? Có con cá hồng đế nướng luôn. À nóng quá. Nó thơm dã man. Đó cái này tí nữa mình cho lên vị mình nướng lại thôi. Bên cá hồng đế chín luôn rồi.
anh em đang bắt đầu câu hoàng đế để kiếm mồi, kiếm đồ ăn sáng. Hôm qua lo ăn nhậu quá không có thời gian câu luôn. Nửa đêm 2 giờ sáng ông trời ông ấy cho một trận bão, có nghĩa là anh em chạy loạn cái lên. Cũng may là có cái lều, chứ không có cái lều là toang cả giờ. Quá là anh em mình đúng là hôm qua là ướt như chuột lột luôn. Cuộc hành trình đã kết thúc, bây giờ chúng ta bắt đầu đi về bờ. hai mươi bốn tiếng sinh tồn ngoài đảo hoang. Toàn cảnh khu đảo hoang đẹp quá ha, đi xa đẹp cái hồ.